mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bùi Linh. Và ngày hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn thêm một mẫu bó hoa tốt nghiệp nữa. Và những cái video trước thì mình cũng có chia sẻ với các bạn những cái mẫu bó hoa tốt nghiệp rồi. Nhưng mà trong quá trình mình làm rất là nhiều những cái đơn hàng về hoa gấu tốt nghiệp bỏ xỉ cho khách, thì mình đã đúc kết ra được những cái phương pháp để các bạn có thể bó nhanh hơn, ít hoa hơn, nhưng mà nó vẫn có thể có được cái bó hoa to và đẹp và cầm chắc chắn đều tay các bạn nhé. Đây ạ, các bạn nhìn thấy đây ạ, đây là một cái bó hoa gấu tốt nghiệp, mình làm bằng hoa hồng, nó gắn con gấu tốt nghiệp này, nhưng mà chỉ có 5 bông hoa hồng thôi, nhưng mà rất là to các bạn nhé. Thì lúc đó thì các bạn có thể tự bó ở nhà, hoặc các bạn có thể mua phụ kiện để các bạn tự bó, rất là dễ các bạn ạ. Bởi vì cái video ngày hôm nay mình chia sẻ thì nó dễ hơn với những cái phương pháp trước nhiều, nên là các bạn có thể làm được các bạn nhé. Và các bạn hãy bấm đăng ký kênh để có thể khi mà mình ra được cái video mới ấy, thì các bạn là người đầu tiên nhận được. Và hãy để lại bình luận để chúng ta cùng nhau học hỏi và phát triển hơn nữa trong cái lĩnh vực hoa sáp các bạn nhé. Và đây là một cái bó hoa tốt nghiệp, thì khi mà các bạn nó có cả cái con gấu như thế này, cả hoa luôn, thì khi mà các bạn chụp hình ấy, thì nó rất là đẹp và đầy ý nghĩa, và làm nổi lên cái bức hình của các bạn nhé các bạn nhé. Thì chúng ta không phải xách hoa riêng và gấu riêng nữa, chúng ta kết hợp lên luôn một cái bó hoa như này thì nó vô cùng tuyệt vời và đẹp, để cho chúng ta có thể chụp được những bức hình làm kỷ niệm với bạn bè, với người thân, với những cái cô giáo của chúng ta khi mà chúng ta ra trường các bạn nhé. Đây ạ, các bạn thì rất là tuyệt vời các bạn nhé. Và vậy thì ngày hôm nay mình và các bạn cùng nhau thực hiện cái bó hoa gấu lễ tốt nghiệp này các bạn nhé. Và mình sẽ lấy cái ống nước á, mình làm tay cầm các bạn. Cái ống nước thì mình cắt thành khoảng độ 20 cm, cục mút thì mình sẽ cắt một cục là 10 cm, một cục là 5 cm, thì cái độ dày của mút này thì nó khoảng 4 đến 5 phân cho mỗi cục nha, thì tùy các bạn muốn cao thì các bạn làm cao chút. Thì hai cục này mình sẽ gắn lại với nhau thành cái giống như chữ L ấy các bạn. Rồi mình sẽ lấy cái ống nước mình cắm vào đây làm cái tay cầm nha các bạn nhé. Cái ống nước này mình sẽ bắn làm 2 lần keo, thì lần thứ nhất là chúng ta bắn vào đây rồi cắm ống nước thật sâu nha các bạn, cắm ống nước thật sâu, rồi chúng ta bắn thêm 1 lần keo nữa là chúng ta để cho khô keo đi, xong bắt đầu chúng ta mới cột con gấu lên nhá. Thì con gấu chúng ta sẽ cột vào hai cái chân của nó, xong quặc vào cái cá tay cầm này, mỗi bên chúng ta cột, lấy thun đấy, chúng ta cột vào nhá, đó treo lên, cột nó vào, xong rồi chúng ta đẩy nó cho nó ngồi lên trên cái miếng mút chúng ta này. Thì hai cái thun này thì nó sẽ làm cái con gấu nó cục vào đằng trước nhá. Thì chúng ta sẽ lấy một cái cọng kẽm, chúng ta cột cái đằng sau này, đó. Chúng ta con gấu nào nó có đuôi thì chúng ta cột cái đuôi, còn cái con gấu nào nó không có đuôi thì chúng ta sẽ lấy cái kẽm này, cọng kẽm này chúng ta cột xuống nhá. Chúng ta cột nó vào cái tay cầm này. Cái miếng xốp đằng trước ấy, thì chúng nó đưa ra đằng trước, thì cái đó chúng ta để chúng ta cắm cái hoa lên các bạn nhé. Thì những cái cốt đó mình sẽ làm như thế này này, đó. Thì các bạn có thể sử dụng để xốp trắng không như vậy, hoặc là xốp đen cũng được các bạn nhé. Thì giờ các bạn sẽ cắm hoa vào thôi. Thì đây là cái hoa hồng sáp các bạn ạ. Nên cái bó hoa gấu này thì mình chúng ta hay làm bằng cái hoa hồng sáp để cho nó để được lâu các bạn ạ. Về thì các bạn làm để làm kỷ niệm luôn, chứ không thì nó cũng bỏ nên nó phí đi. Cái hoa hồng sáp này nó cũng giống hoa thật lắm. Thì chúng ta cứ cắm lên có cái đầu bông á, chúng ta lấy cái cọng kẽm chúng ta xỏ lá vào, xỏ cỏ điểm vào chúng ta cắm vào thôi nhá. Mà cái kẽm của mình mà để sử dụng này cho cái hoa sáp này là cái dạng kẽm xe, kẽm dẹp các bạn nhé. Cái kẽm này sử dụng nó chắc đầu bông, với lại cái kẽm nó có thể uốn được cái hướng đầu bông mà mình mong muốn, thành ra là mình sử dụng cái kẽm này á nó mềm mại, nó không có bị đơ nhá các bạn ạ. Thì đây là một cái bó hoa mình làm bó hoa gấu 5 bông, thì các bạn có thể tùy thay số lượng số bông nhá mà các bạn mong muốn. Thì lúc chúng ta cắm á, chúng ta nhớ sử dụng keo sữa nhé các bạn nhé. Cái hũ này là hũ keo sữa. Keo sữa này các bạn có thể mua ở những nhà sách cũng đều có các bạn ạ. Keo rắn giấy được đấy. Hoặc là các bạn có thể ở dưới phần mô tả video có cái đường link Shopee á. Ở trên đó mình cũng có bán lẻ để cho các bạn về cho các bạn cắm đấy. Sử dụng keo sữa thì nó chắc.
Với cái bó hoa này chúng ta sử dụng hết 4 tờ giấy các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ lấy 4 tờ giấy và chúng ta dọc làm đôi hết nó ra. Thì cái tờ giấy đầu tiên mình sẽ lấy một nửa tờ giấy, mình để kê nó vào. Cứ thế là nắm chắc đấy các bạn bó nhé các bạn nhé. Các bạn cứ cột thật chặt vào. Rồi cái tờ giấy thứ hai thì chúng ta cũng ốp bên hông như này và xích xuống khoảng độ 2-3 cm nha các bạn nhé. Cái tờ giấy thì chúng ta, cái tờ giấy đầu tiên đó, chúng ta có thể cách cái đầu con gấu khoảng cũng 2-3 cm gì đó nha các bạn nhé. Thì tùy các bạn, nhưng mà mình thấy khoảng cách như vậy là nó cân đối bó hoa các bạn ạ. Cái loại giấy mình sử dụng là cái loại giấy hai mặt, các bạn có thể sử dụng loại giấy một mặt đều được các bạn nhé. Thì cách bó tương tự như vậy nhé. Các bạn lúc bó các bạn cố gắng cầm cột, có nghĩa là cột tại một điểm thôi, sử dụng băng keo hoặc sử dụng cái dây cột ấy, thì nhớ cột làm sao cho mối nó cột tại một điểm chứ đừng đừng để nó tụt lùi xuống. Nếu mà càng tụt lùi xuống thì cái bó hoa của chúng ta nó không cân đối, với lại nó không có xòe chân đâu các bạn nhé. Trong cái quá trình mà các bạn bó thì các bạn nhớ chỉnh sửa lại giấy để cho nó đẹp các bạn nhé, cho nó phồng to bó hoa. Thì các bạn có thể sử dụng cái loại giấy lót bên trong để cho nó che đi cái phần xốp. Các bạn chưa 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 có kỹ thuật che xốp tốt đó, thì các bạn có thể nên để một cái lớp giấy vào bên trong, tối tối vào bên trong để cho nó che bớt đi cái phần xốp nếu mà sợ nó hở xốp ấy. Còn nếu mà mình làm quen rồi á thì không cần cái lớp giấy lụa này nó cũng có thể che xốp được các bạn nhé. Thì đó là tùy các bạn có thể chế biến theo cái cách mà các bạn mong muốn. Thì cái tờ tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt đi một phần nha. Chúng ta sẽ cắt đi một phần. Thì còn cái phần 2/3 ấy, chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ ốp vào đây, ốp vào tiếp nha. Đó, chúng ta cứ lấy dùng hai ngón tay chúng ta đẩy vào nhé. Đẩy vào đây và cố gắng chúng ta đừng có cầm nguyên cả cái bàn tay nhé. Nếu mà chúng ta cầm cả bàn tay thì cái chân của bó hoa nó sẽ xẹp. Chúng ta cố gắng chúng ta nương nhẹ cái phần dưới ấy, để cho nó không có bị xẹp cái chỗ phần tay cầm, thì lúc đó mình ra được một cái sản phẩm cân đối từ đầu đến chân, nó không có bị xẹp lại nhé các bạn nhé. Thì chúng ta lại ốp tiếp bên kia nó như vậy thôi. Như vậy thì những cái phần mà chúng ta cắt ra nó chỉ có một phần thôi, chúng ta tiếp tục ốp tiếp vào, cứ ốp tiếp vào như vậy nhé. Thì các bạn có thể tự mua cái nguyên phụ liệu về các bạn có thể bó nhé các bạn nhé. Ở trên Shopee á, mình cũng có đặt những cái linh hoa rồi linh cái con gấu này, các bạn có thể mua nguyên phụ liệu về lẻ về các bạn có thể bó hoa nhé. Các bạn có thể tự tay bó hoa để gửi tặng cho những người thân yêu của chúng ta, bó hoa như này. Có cái miếng mà nhỏ nhỏ lúc chúng ta dọc ra một phần á, thì chúng ta đắp vào đằng trước này các bạn nhé. Đó, chúng ta để vào đằng trước này. Những cái nói chung là cái bó hoa này 4 tờ giấy là chúng ta không bỏ hết, chúng ta không bỏ một mảnh nào đâu các bạn nhé. Những cái mảnh nhỏ nhỏ mà chúng ta cắt ra đây này, chúng ta sẽ gấp lại và chúng ta kê bằng trước á, để cho nó che đi cái phần xốp để đảm bảo độ phồng của bó hoa các bạn nhé. Mà chúng ta cứ để vào đằng trước như vậy, còn những cái tờ giấy nhỏ nhỏ là chúng ta cứ ốp tiếp tục theo bên cạnh nha các bạn nha. Cứ vậy là chúng ta làm thôi.
miếng giấy mà to dài 2/3 cuối cùng này nhá, thì chúng ta sẽ ốp cái mặt tiền á, ốp cái mặt tiền để cho nó che hết đi những cái phần giấy ngắn ngắn chân lúc nãy mà mình ốp vào giữa nhé các bạn nhé. Miếng này miếng giấy nó dài hơn để chúng ta che cái phần những cái phần giấy nhỏ nhỏ ngắn ngắn ở bên trong đi các bạn nhé. Và nó cũng là cái mặt tiền của bó hoa nữa, thành ra là chúng ta cố gắng chúng ta đi cái lớp giấy ngoài này nó đẹp đẹp một chút các bạn nhé, để cho nó thẳng xuống nó đẹp đó. Chúng ta cứ ốp bên này, chúng ta lại ốp bên kia, rồi chúng ta cột thật chặt vào các bạn nhé, rồi chúng ta chỉnh lại giấy thì nó sẽ đẹp thôi ạ.